Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 7, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố một đối tượng ném đá xe khách về tội, cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó vào tối ngày 10 tháng 7, sau khi đi uống rượu say, Lý Văn Tuấn, 19 tuổi, cùng Lê Văn Tiến, 20 tuổi, đến thôn 3 xã Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng để tìm một người, nhưng không thấy nên cả hai bỏ đi. Khi đến đoạn đường quốc lộ 20 thuộc khu vực thôn 2, Hòa Ninh, hai đối tượng nhìn thấy xe tải biển số 49C 03337 đang đậu gần một cây xăng. Lý Văn Tuấn bực tức vì không tìm được người nên nhặt đá ném vỡ kính chắn gió chiếc xe tải này. Cùng lúc xe tải biển số 49X 8164 chạy hướng Bảo Lộc đi Đà Lạt đi ngang qua. Tuấn tiếp tục nhặt đá ở lề đường ném làm vỡ kính chắn gió chiếc xe này rồi bỏ chạy. Riêng Lê Văn Tiến thì bị tài xế xe tải trên bắt giữ sau đó lê văn tuấn cũng bị công an huyện di linh bắt giữ khi đang trốn tại phòng trọ tại cơ quan điều tra lý văn tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình